Không biết là ở cuộc sống độc thân của mọi người như thế nào, nhưng mà với bản thân của Ninh ý, ngon lắm, nó rất ngấm gia vị luôn. Ai? Cho vào đây. Anh ơi, xong luôn. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay trong Ninh Cooking và ở nhà cả thế giới thì các bạn đố các bạn biết là trước mặt Ninh như thế này thì chúng ta sẽ ăn cái gì? Theo như thumbnail thì chắc chắn các bạn biết rồi đúng không? Chúng ta sẽ ăn lẩu cay Tứ Xuyên, là một cái món mà rất là truyền thống và nổi tiếng của Trung Hoa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thử làm cái món này tại nhà. Ngày hôm trước khi mà Ninh đi siêu thị, một cái siêu thị bán nguyên liệu ở Hà Nội ấy, thì có rất là nhiều cái gia vị này. Ninh đi qua quầy, Ninh thấy thơm quá, Ninh bảo hay là mua về để làm lẩu Tứ Xuyên. Nhưng mà đến lúc mua xong mình cảm thấy thôi chết rồi, vẫn còn thiếu một ít. Thiếu cái gì? Thiếu rất nhiều thứ luôn ý. Các bạn nhìn cái list gia vị này: nguyệt quế xuyên tiêu, đinh hương thảo quả, tiểu hồi hạt thì là quế phô, bạch đậu khấu, rượu chan sốt me mẻ, tiêu xanh Tứ Xuyên, bột tiêu Tứ Xuyên, bột ớt, bột khô ớt, rất nhiều luôn. Là mình cảm thấy là rõ ràng mình mua về rồi nhưng mà vẫn thiếu, thì làm sao để có thể làm ra một nồi lẩu Tứ Xuyên. Nên là ngay trong tối qua, trước khi mà mình định quay clip này, mình đã quyết định lên trên Shopee và mình xuất thử. Và cuối cùng thì mình đã có một cục này tại nhà. Các bạn biết đây là cục gì không? Đây là cục gia vị nấu lẩu cay Tứ Xuyên, giống như kiểu gia vị nấu lẩu Thái các thứ ấy. Thế mình mới bảo là thôi, cái này mua về không sao cả, mình sẽ để lần sau khi mà mình đủ gia vị mình quay. Còn bây giờ thì mình sẽ, ngày hôm nay mình sẽ làm lẩu Tứ Xuyên với cái gia vị như thế này. Trong đây có cả ớt khô, có tất cả mọi thứ. Mình chỉ cần cho 500g này vào trong 1,5 lít nước là chúng ta đã có một nồi lẩu cay rồi. Đó, và mình có chuẩn bị thêm rất nhiều những cái nguyên liệu hải sản, rồi thịt, rồi rau, rồi nấm này để có thể làm clip. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một clip lẩu cay Tứ Xuyên thật là ngon tại nhà như ngoài hàng nhá. Hold up. Dù sử dụng gia vị lẩu nêm sẵn nhưng mà mình vẫn sẽ đun nước xương để pha trong quá trình ăn. Các bạn nhớ luộc xương sơ qua, rửa sạch rồi hãy cho vào ninh nước cho trong nhé. Vì chỉ là nước pha thêm nên mình sẽ cho thêm một chút hành lá cho thơm và ngọt. Hải sản mình sẽ sơ chế thật sạch, bóc qua rượu trắng nếu các bạn muốn khử mùi. Ngày hôm nay thì Ninh có tôm và dâu mực này. Đối với rau củ mình sẽ rửa sạch, thái vừa ăn. Các bạn nhớ mua rau tươi, rửa xong không ăn hết thì có thể cho vào tủ để bữa khác ăn tiếp cũng được. Còn thịt bò thì mình sẽ mua thái miếng hơi dày một chút, thử nghiên cứu cho vào đây mấy loại gia vị mua nêm nước lẩu từ đầu ấy. Và mình xay cùng bột ớt để có thể ướp. À, các bạn nhớ cho thêm chút dầu mè để có thể ướp cho thơm và ngấm gia vị hơn nhá. Đây, Ninh sẽ thả cái cục này vào. Đó. Và cho nó tan ra. Ninh nghĩ là với cái nồi này thì mình sẽ thả hai cục. Đó. Và sau đó thì mình sẽ cho thêm nước xương. Đầu tiên thì mình sẽ cho nấm mèo, đó chính là mộc nhĩ này. Nhìn cái đĩa này giống Tứ Xuyên chưa? Sau đó mình sẽ cho nấm các loại. Nấm đùi gà, nấm hương. Đó, cho nấm này. Gà là cái món mà nó sẽ cần thời gian để chín hơn, nên mình sẽ cho nó vào đây. Sau đó, mình sẽ cho các loại viên. Đầu tiên chúng ta sẽ nếm thử nước lẩu nha. Úi dồi ôi, cay quá. Mình sẽ thả rau vào một chút vào bên này. Một nồi lẩu là phải có rau, đặc biệt là ăn cay này phải có rau để cho nó tiêu hóa cho nó dễ. Có cay á, ăn xong rát lắm. Mời các bạn ăn nấm với Ninh nhá. Ui, mùa đông mà mùa đông mà ăn được một cái nồi lẩu như thế này quả thật rất tuyệt vời. Hà Nội là đang bắt đầu chớm đông rồi, mấy ngày hôm nay là nó khá lạnh lạnh rồi. Nó tạnh mưa, phát xong gió mùa về là lạnh kinh khủng. Quá ngon, rất xuất sắc. Ninh sẽ thả thử cả cái bò. Mình thử nghiệm làm cái gia vị giống như người ta cho bột ớt, cho dầu mè, cho các cái gia vị lúc đầu mình mua vào. Mình sẽ thả và thử xem ăn nó như thế nào nhé. Đây, thịt bò tê cay của Ninh tự làm. Ngon lắm, nó rất ngấm gia vị luôn. Ôi, anh không sợ ăn lẩu này bị bắn vào trắng à? Sao mà bắn được? Anh ăn hơi bị cẩn thận luôn. Chưa bao giờ mang tiếng đi ăn bắn lẩu vào áo trắng. Đây. Đây. Ninh đã tìm ra một cái dâu mực rồi.
ăn thử xem hôm nay mực mua nó có tươi không. Ăn hải sản, ăn hạn lẩu ấy mà kiểu đồ ăn tươi ấy, nó mới là mới thực sự rất là ngon. Giòn, giòn mực lâu quá rồi. Sai. Ok, nên sẽ lấy thêm bạch mực dâu mực cho vào đây. Ôi, anh ơi, xong luôn. Anh không sợ ăn lẩu ấy bắn vào chán à? Sao mà bán được, anh ăn hơi bị cẩn thận luôn. Chưa bao giờ mang tiếng đi ăn bắn lẩu vào trắng. Thế xong rồi. Rất khéo luôn. Tao gì nữa tao mà không, không biết sao. A few minutes later. Ngày hôm nay ấy mọi người, Ninh có đặt thêm về nhà kèm theo cái nước lẩu đấy là cái miếng dẹt trùng khánh này. Các bạn hay thấy trong nồi lẩu tự sôi ấy. Đó, Ninh đã đặt về ăn, ăn cái này với cả lẩu tự xuyên là mới ngon chứ. Ta-da, xin mời xin mời. Rất xuất sắc. Ui, cái sợi miến nó to như thế này luôn. Ui, đỉnh đỉnh, cho thêm tí nữa. Là phải gọi là nóng quá. Mình sẽ ăn thử nhá. Ngon, rất ngon luôn. Hôm nay thì Ninh trong lúc chờ đợi mì nó nguội tí, Ninh sẽ ăn thử cái ớt, miếng ớt này. Bình thường thì Ninh hay gặm bỏ đi ở trong cái nồi lẩu, nhưng mà hôm nay Ninh sẽ ăn thử một quả xem nó ra sao và hy vọng rằng là Ninh sẽ không bị tèo cái mỏ lên. Hấu ơi, món này không ăn được con ạ. Run quá. Hấu ăn ớt không con? Mời quay phim và ăn với Ninh đi. Quay phim và ăn với Ninh. Kết đi em còn vào anh. Kết đi, kết, kết. Bữa lẩu ngu ngục. Mình nghĩ là cái phần ăn ngày hôm nay thì mình sẽ cắt ngắn thôi. Tại vì phần ăn hôm nay mình không hiểu cảm xúc ngày hôm nay như thế nào mà nó rất nhiều vấn đề, rất nhiều pha vấn đề. Nhưng mà thực sự là nhân cái dịp ăn lẩu mà nó màu như thế này, xong ăn nó dính áo như thế này, mình nghĩ là có một cái tips mà có thể là các bạn sử dụng được để giặt cho với những cái áo mà bình thường thật sự là Ninh nấu ăn, Ninh các thứ, bởi vì mình là food vlogger mà nó thực sự rất là dễ như thế này luôn. Mình là một người thỉnh thoảng đeo tạp dề cho nó ngựa, mình không thích đeo tạp dề, nên là nếu mà các bạn có một cái trường hợp như thế này thì ok, bây giờ chúng ta ra cái khu giặt, hay là bạn quay phim ngồi ăn rồi Ninh ra Ninh quay nhá. Được không? Được, 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 được. Ok, rồi đây, để bếp. Bây giờ các bạn đi theo Ninh, chúng mình ra giặt đây. Thế đi anh đi theo. Ừ, em đi theo anh cũng được. Ôi dồi ôi, mọi người ơi, nhìn này, không phải có một cái vết dài này đâu. Ninh còn thấy có mấy cái vết ở dưới như thế này. Nó bắn từ lúc nào không biết nữa. Nhưng mà đừng lo, mấy cái vết bẩn kiểu trên áo như này, không phải áo trắng mà áo màu cũng thế. Thì một tháng nay Ninh sở hữu cái em Samsung AI Eco Bubble này này. Đó, dùng rất thích luôn. Để Ninh giới thiệu cho các bạn về cái tính năng của em ấy. Nên mấy cái này không lo đâu. Không biết là ở cuộc sống độc thân của mọi người như thế nào, nhưng mà với bản thân của Ninh ấy, ở mỗi một lần giặt quần áo nó rất là phức tạp. Tại vì sao? Tại vì là mình phải phân loại quần áo theo màu sắc này, theo chất liệu này. Rồi đôi khi là quần áo nào bẩn quá với quần áo nào sạch quá mình cũng phải phân loại ra, và thậm chí là phải giặt tay. Như cái này là ngày xưa nên phải giặt tay này. Tuy nhiên từ cái hồi mà được sở hữu cái em Samsung AI Eco Bubble này này, đó, thì mình cảm thấy cái thoải mái thời gian giặt kinh khủng khiếp. Tại vì sao? Có hai cái chức năng chính mà mình cảm thấy rất là thích. Đầu tiên đó chính là chức năng AI Wash. Cái chức năng này ý, nó sẽ giúp cho các bạn có thể định lượng cái khối lượng cần giặt, và nó sẽ soi cái vết bẩn trong quần áo để đưa ra được một cái chu trình giặt làm sao cho nó hợp lý. Thế nên là bây giờ mình chỉ cần cho tất cả quần áo vào, và sau đó thì nó sẽ tự soi vết bẩn và nó sẽ tự giặt sạch thôi. Và cái điều thứ hai mà mình vô cùng thích là sao? Đây các bạn nhìn vào cái ngăn giặt xả này, vô cùng thần thánh luôn ý. Nhìn thì có vẻ nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái ngăn này nó có cái tác dụng là gì? Một bên ngăn là đựng nước giặt này, một bên ngăn là đựng nước xả này. Và từ cái khối lượng quần áo mà các bạn cho vào mỗi lần giặt, thì cái máy giặt nó sẽ tự động phân tích để đưa ra được cái lượng nước giặt cần thiết, đưa ra được cái chu trình và thời gian giặt làm sao cho quần áo thật là sạch mà chúng ta không phải đổ quá nhiều lần. Như Ninh sử dụng cái máy giặt này từ đầu đến giờ là khoảng gần 1 tháng. Ninh đổ đầy hai cái khay này. Nếu các bạn giặt một lần một tuần thì có khi sử dụng được 2 đến 3 tháng mà không phải đổ thêm. Và mỗi một lần giặt nó cứ tự động phân tích, nó tự đưa nước giặt. Mình cảm thấy vô cùng thoải mái luôn ý. Mà quần áo mở ra vẫn thơm, vẫn sạch.
nghe được cái tiếng nó ồn không? Tại vì đây cũng là một cái điểm mình rất thích, đó chính là bởi vì cái máy này nó có cái công nghệ khử ồn. Nên là kể cả hàng ngày mình đang giặt nhưng mình vẫn quay vlog thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Đó, và cái thứ hai, bởi vì nó là smart mà, nó AI mà, nên là nó kết nối được với ứng dụng SmartThings ở trên điện thoại. Dù bạn sử dụng bất cứ cái smartphone nào đều có ứng dụng SmartThings, và qua đó chúng ta kết nối với máy giặt. Thì như ở đây các bạn có thể thấy là nó thể hiện lên cái thời gian giặt này, đó, chế độ giặt này, và đang đến cái giai đoạn nào rồi. Ví dụ đây là giặt này, đây là vắt này, à đây là xả này, đây là vắt này. Đó, thì chúng ta có thể điều khiển từ xa và biết được cái thời gian giặt. Thì từ đó chúng ta không phải ngồi canh cái máy giặt này để đợi nó giặt xong một cái là đem phơi luôn, không quần áo nhăn. Hoặc là chúng ta cho quần áo vào và chúng ta quên không ấn nút giặt, thì qua đây chúng ta có thể điều khiển được luôn. Đấy là cái mà mình thực sự rất là thích ở những cái thiết bị smart của Samsung. Và cuối cùng, các bạn có sợ vào mùa đông giặt xong phải phơi quần áo mà nó ẩm ẩm không khô đúng không? Máy này giải quyết được hết. Ngoại trừ cái chuyện giặt sạch ra, điều khiển được ra, nó còn kết hợp giữa giặt và sấy trong cùng một cái máy này luôn. Nên là giặt xong chúng ta có thể sấy luôn và đem quần áo ra gấp. Như vậy nó rất là nhanh khô. Và sau một vài lần mà Ninh sấy, Ninh bỏ quần áo ra, Ninh cảm thấy là quần áo nó mềm hơn, nó mềm hơn, nó phẳng. Và chúng ta gấp một cái mùi thơm rồi các thứ cảm thấy rất là thích luôn. Đương nhiên thì sấy chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để nó sấy. Và các bạn phải cẩn thận trong cái chế độ sấy theo như hướng dẫn. Nhưng mà thực sự nó rất thích luôn. Thì đấy là tất cả những cái gì mà thực sự là Ninh rất thích về cái máy giặt này sau một tháng sử dụng. Lát nữa là Ninh sẽ cho các bạn xem cái kết quả sau khi mà nó giặt xong thì cái vết bẩn nó như thế nào nhá. A few moments later. Ta-da, Ninh đã quay trở lại rồi đây. Các bạn có muốn biết kết quả không? Thực sự là ngày hôm nay thời tiết nó cũng hơi kiểu mù mịt hết cả lên, nên là Ninh cũng cho vào sấy luôn. Thì đây chính là thành quả của Ninh. Ta-da! Đây, nhìn cận kỹ cái vết bẩn nhá. Không còn thấy cái vệt ngang ở đây nữa này. Và mấy cái vết ở dưới này các bạn cũng sẽ không thấy luôn. Đó, thì đấy là cái điều mà Ninh rất là thích luôn ở cái máy giặt này, Samsung AI Eco Bubble. Đó, thì các bạn có thể biết thêm một cái thiết bị nữa để giúp cho cuộc sống của mình thoải mái hơn, vui vẻ hơn, và lúc nào mình cũng ăn mặc thật là đẹp. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Samsung đã đồng hành cùng Ninh, và cảm ơn cái bữa lẩu đã cho Ninh một cơ hội để chia sẻ cho các bạn một cái tips làm sao để cuộc sống một mình nó thật là vui vẻ. Đó, và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram, fanpage Ninh Yên Tình nhá. Bye bye. Ninh có áo mới rồi nhé. Leo lên.